Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là cụm camera của máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S2 8 inch T715. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh của Samsung Galaxy Tab S2 T715, chụp hình mờ, chụp hình không lấy nét được, chụp chập chờn lúc lúc không. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S2 T715 nói chung và phần camera máy ảnh của máy nói riêng thì mới vì các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp vn chúng tôi tiến hành thay mới camera máy ảnh, sửa lỗi hỏng camera máy ảnh trên máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S2 T715 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về việc sản phẩm, dịch vụ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho vị các bạn. Xin ơn các bạn đã xem video tại di động cao cấp vn để tìm cấp link phụ kiện của máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S2 T715 hàng đầu nay.